Các bạn hãy tự tìm xem có một sản phẩm trồng kính đổi màu nào mà hội tụ đầy đủ các tính năng đỉnh như của Zai hay chưa. Và đặc biệt đó chính là phôi trồng kính lúc chưa đổi màu đây, rất là sáng trong. Nhìn làm sao mà biết được đây là trồng kính đổi màu hả các bạn? Trồng kính đổi màu trắng hương bạc của Zai là một trong những sản phẩm đỉnh nhất, hoàn hảo nhất hiện nay. Điều đầu tiên là chúng ta phải nói là đẹp quá, trồng kính đổi màu trắng hương này là đổi màu đậm quá đẹp luôn. Đẹp như một cái trồng kính trắng hương của một cái kính mắt thời trang. Màu đổ lên rất là đậm và ấn tượng nhất đó chính là lớp trắng bạc lấp lánh ở trên trồng kính như thế này. Xin chào các bạn, đối với trồng kính đổi màu thì các bạn cần những tính năng gì? Trồng kính phải đổi màu nhanh nhất, trồng kính phải đổi màu đậm nhất, đó là khi ngoài trời nắng, còn ở trong nhà thì trồng kính phải nhả màu, trải trồng kính về cái độ trắng trong cao nhất. Bên cạnh đó còn phải có cái tính năng chống ánh sáng xanh độc hại từ các thiết bị điện tử, ví dụ như là điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính. Và tất cả tính năng bạn mong đợi đều có trong trồng kính đổi màu này. Tuy nhiên có một cái tính năng mà từ trước đến giờ rất là nhiều người mong đợi mà chưa có một hãng nào có thể theo kịp được, đó chính là tính năng trồng kính đổi màu trắng hương bạc. Trên tay mình đây là trồng kính đổi màu trắng hương bạc mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Ấn tượng đầu tiên của chúng ta có thể thấy đó chính là lớp váng chống chói rất là sáng bóng và dày. Và đặc biệt đó chính là phôi trồng kính lúc chưa đổi màu đây, rất là sáng trong. Nhìn làm sao mà biết được đây là trồng kính đổi màu hả các bạn? Phôi trồng kính rất là sáng, trong veo, sẽ giúp các bạn có hình ảnh rõ và sắc nét. Và càng tuyệt vời hơn nữa khi trồng kính trắng hương bạc này được sản xuất bởi Zai, hãng trồng kính nổi tiếng sản xuất những cặp trồng kính có chất lượng cao, phôi trồng kính đẹp, số 1 thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm nghiên cứu đến từ Đức. Mà đồ gì của Đức thì đều quá đỉnh, quá chất lượng rồi phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem là trồng kính đổi màu trắng hương bạc nó sẽ như thế nào bằng cái máy giả lập tia UV ở đây. Bây giờ mình sẽ bật lên. Mình đưa vào một xíu thôi. Đây. Vừa đưa vào các bạn có thể thấy ngay lập tức là trồng kính đã đổi màu ngay lập tức. Phải nói là tốc độ quá nhanh, là quá nhạy khi mà gặp tia UV. Và các bạn có thể thấy là ở trên trồng kính chúng ta có một lớp váng trắng bạc lấp lánh như đã xuất hiện trên trồng kính rồi. Và bây giờ mình sẽ để trong cái máy này lâu hơn thì các bạn xem, thứ nhất là trồng kính nó sẽ đổi màu nó đậm như thế nào để các bạn có cái nhìn thực tế. Các bạn thấy không? Mình để vào cái thời gian rất là ngắn. Còn tính bằng giây thôi là cái trồng kính này là đã lên màu rất là đậm rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Đây. Đây, đẹp quá. Điều đầu tiên là chúng ta phải nói là đẹp quá. Trồng kính đổi màu trắng gương này là đổi màu đậm quá đẹp luôn. Đẹp như một cái trồng kính trắng gương của một cái kính mắt thời trang. Màu đổ lên rất là đậm và ấn tượng nhất đó chính là lớp trắng bạc lấp lánh ở trên trồng kính như thế này. Các bạn có thể thấy đây. Đây là cái hình ảnh của mình là bị nó hắt lên ở trên lớp trắng gương ở trên trồng kính. Nhìn là quá đẹp và quá chất phải không các bạn? Và trong kính đổi màu trắng hương bạc này được Zai đặt tên đó chính là Photofusionic Gray Durafusion Flat Diamond, dựa trên công nghệ đổi màu Photofusionic do Zai tiên phong độc quyền nghiên cứu, một công nghệ trồng kính đổi màu hiện đại được xem là đổi màu nhanh nhất, đậm nhất thế giới hiện nay, đặc biệt là khả năng chống ánh sáng xanh độc hại từ màn hình các thiết bị công nghệ như là điện thoại, máy vi tính, máy tính bảng. Trong kính đổi màu trắng hương bạc của Zai là một trong những sản phẩm đỉnh nhất, hoàn hảo nhất hiện nay. Các bạn hãy tự tìm xem có một sản phẩm trồng kính đổi màu nào mà hội tụ đầy đủ các tính năng đỉnh như của Zai hay chưa. Và mắt kính Việt tự hào là một trong những cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu đến các bạn trồng kính đổi màu trắng hương bạc Zai Photofusionic Gray Durafusion Flat Diamond. Các bạn hãy đến và trải nghiệm thực tế, chắc chắn là sẽ không thể kìm lòng được đâu vì quá đẹp, quá chất. Mắt kính Việt đại lý ủy quyền mắt lẻ trồng kính Zai chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.